Vừa qua, Honda đã cho ra mắt mẫu xe đen cỡ xe Honda Integra 2022 tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù mới chỉ mở bán được nửa tháng, nhưng Integra 2022 đã thu về tới hơn 10.000 đơn đặt hàng tại thị trường này. Honda Integra 2022 còn được biết đến như là đàn em sinh đôi của Civic và là sản phẩm của liên doanh dòng fan Honda tại Trung Quốc. Mặc dù vậy, Integra 2022 vẫn có một số điểm khác biệt trong thiết kế so với đàn anh Civic. Cụ thể, Honda Integra 2022 sở hữu diện mạo thể thao hơn với các chi tiết nổi bật, như lưới tản nhiệt có lớn hình tổ ong có tích hợp logo của Honda, hay cụm đèn pha dài và hẹp có tích hợp dài đèn LED định vị ban ngày, hốc gió trung tâm và hốc đèn sương mù trước cỡ nhỏ. Ở phía đuôi xe được trang bị đèn hậu với tạo hình chữ L và đèn phản quang đặt dọc, trên cản sau. Đi cùng với đó là bộ khoách tán gió, đèn phanh, ống xả hai bên cùng bộ vành hợp kim 5 chấu hai tông màu với thiết kế thể thao. Bên trong khoang cabin, Honda Integra 2022 sở hữu nội thất giống với Civic. Danh sách các trang bị nội thất có thể kể đến như màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 in, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 10 in, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, đặc biệt hơn cả đối thủ của Kia K3, còn là mẫu xe Honda đầu tiên tại Trung Quốc, sở hữu hệ thống âm thanh Bose 12 loa hiện đại. Honda Integra 2022 cũng được trang bị nhiều tính năng và công nghệ an toàn hiện đại, như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ lái xe khi tắt đường, hệ thống cảnh báo điểm mù, phanh giảm thiểu va chạm, nhận diện biển báo giao thông, hệ thống giám sát giao thông hay giảm thiêu trạch làn đường. Về hiệu năng, cũng giống như Civic, Honda Integra 2022 được trang bị khối động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, Khối động cơ này kết hợp với hộp số CVT hoặc hộp số sàn 6 cấp, giúp sản sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô men xoắn cực đại 240 Nm. Tại thị trường Trung Quốc, đối thủ của Kia K3 được bán ra với mức giá khởi điểm từ 454 triệu. Mức giá này rẻ hơn, đáng kể so với mẫu Civic và Kia K3 hiện đang được bán tại thị trường Việt. Xe cộ,